xin chào quý khán giả mời quý vị cùng đến với bản tin 10 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thưa quý vị trong một tuyên bố chung hôm qua Mỹ Hàn Quốc và Nhật Bản đã lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM hôm 12 tháng 7 của Triều Tiên cam kết phối hợp với cộng đồng quốc tế tác chặt các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng trong cuộc gặp bên lề hội nghị ngoại trưởng asean tại indonesia ngoại trưởng mỹ antony blinken đã gặp những người đồng cấp nhật bản và hàn quốc họ cho biết sẽ nỗ lực ngăn chặn việc tạo doanh thu bất hợp pháp thông qua lao động nước ngoài và các hoạt động mạng độc hại của triều tiên bị cáo buộc để tài trợ cho các chương trình vũ khí của nước này tuyên bố chung sau cuộc gặp có đoạn mỹ nhắc lại rằng các cam kết bảo vệ hàn quốc và nhật bản là chắc chắn và được hỗ trợ bằng tất cả các khả năng bao gồm cả hạt nhân Hôm 12 tháng 7, Triều Tiên đã phóng một ICBM xuống vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Đây là vụ phóng đầu tiên trong 3 tháng qua, sau căng thẳng gia tăng giữa Bình Nhưỡng và Washington. Triều Tiên trước đó cảnh báo việc Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân gần bán đảo Triều Tiên có thể kích động một cuộc khủng hoảng xung đột hạt nhân tồi tệ nhất. Nga hôm qua thông báo sẽ đóng cửa một phái bộ ngoại giao Ba Lan nhằm đáp trả chính sách hung hăng của Warsaw đối với Moscow. Bộ Ngoại giao Nga cho biết đại sứ Ba Lan đã được triệu tập và thông báo về quyết định đóng cửa cơ quan lãnh sự của Ba Lan tại thành phố Smolensk miền tây nước Nga. Bộ này nêu rõ: Warsaw đã theo đuổi chính sách thù địch với Nga những năm gần đây. Bầu không khí bài nga không thể kiềm chế đang thịnh hành ở Ba Lan ngăn cản việc thể hiện bất kỳ cử chỉ thiện chí nào từ chúng tôi. Ba Lan tuyên bố sẽ đáp trả bằng hiện vật. Cuộc chiến ở Ukraine đã đẩy quan hệ căng thẳng giữa Warsaw và Moscow xuống mức thấp nhất. Ba Lan có buộc Nga gây bất ổn cho nước này bằng các chiến dịch, thông tin sai lệch và hoạt động gián điệp. Trong khi đó, Nga có buộc Ba Lan có lập trường thù địch chống Moscow. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua tham gia cuộc họp báo truyền thống trước kỳ nghỉ hè để làm rõ các vấn đề chính sách đối nội và đối ngoại của chính phủ. Thủ tướng John đã đề cập đến nhiều vấn đề mà truyền thông và dư luận Đức quan tâm. Về phát triển kinh tế, Thủ tướng John cho biết chính phủ không quên nhiệm vụ hiện đại hóa nước Đức để duy trì sức mạnh kinh tế. Ông nhấn mạnh, Đức đã đi đúng hướng và tăng tốc, nhưng cần tăng tốc hơn để đạt được các mục tiêu đề ra. Về tình hình Ukraine, Thủ tướng John khẳng định Đức đã hành động phù hợp với tình hình và cũng quyết định nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP như quy định tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Năm 2024 Đức sẽ lần đầu tiên đạt được mục tiêu này. Thưa quý vị, các nguồn tin trong chính phủ Anh tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace đang cân nhắc khả năng từ chức và rút khỏi chính trường. Giới chức quan sát nhận định khả năng ông Wallace từ chức liên quan đến cuộc cải tổ nội các do Thủ tướng Rishi Sunak chuẩn bị công bố nhằm giới thiệu đến công chúng một đội ngũ mới hơn trước cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra trước cuối năm sau. Quyết định của Bộ trưởng Wang Lei cũng có thể chịu ảnh hưởng từ động thái Mỹ từ chối ủng hộ ông, giữ chức tổng thư ký mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Ông Wang Lei là một trong những chính trị gia theo đường lối bảo thủ được kính trọng nhất ở Anh khi luôn dẫn đầu bảng xếp hạng mức độ tín nhiệm hàng tháng của những người ủng hộ đảng bảo thủ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hiệp Quốc tại Haiti, BINUS, thêm một năm đến ngày 15 tháng 7 năm 2024. Nghị quyết số 2692 quy định đơn vị cảnh sát của PINUS sẽ gồm tối đa 70 nhân viên dân sự và biệt phái đóng vai trò cố vấn cảnh sát và cải húng, đồng thời mở rộng quy mô hỗ trợ chiến lược và tư vấn nhằm nâng cao năng lực đào tạo và điều tra cho cảnh sát Haiti. Nghị quyết nhắc lại yêu cầu với tất cả các bên liên quan ở Haiti về việc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình chính trị do Haiti lãnh đạo và làm chủ để cho phép tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp tự do, công bằng và đáng tin cậy. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đề nghị tất cả các bên liên quan ở Haiti khẩn trương đạt được thỏa thuận về lộ trình bền vững, có thời hạn và được chấp nhận rộng rãi dành cho các cuộc bầu cử. Thưa quý vị, thời tiết khắc nghiệt đang gây ảnh hưởng lớn ở Ấn Độ. Nhiều khu vực thuộc thủ đô New Delhi đã bị ngập lụt sau khi sông Yamuna vỡ bờ, khiến cho hàng ngàn người phải sơ tán khỏi thủ đô và các bang ở miền Bắc. Mực nước ở sông Yamuna chảy qua New Delhi đang ở mức cao kỷ lục trong gần nửa thế kỷ qua và đã tràn vào thủ đô, buộc các trường học và văn phòng phải đóng cửa, trong khi nhiều gia đình phải sơ tán. Mưa lớn gây lũ lụt khiến cho điện bị cắt liên tục. Chúng tôi cũng đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước uống và lương thực. Gia đình tôi phải di dời mà không nhận được sự trợ giúp nào. 10 giờ sáng thì chúng tôi mới nhận được thông báo lũ đến vào khoảng 5 giờ chiều. Mọi người chen lấn xô đẩy để sơ tán. Có người đảm bảo được tài sản an toàn, có người thì không. Chính quyền New Delhi đang gấp rút lên kế hoạch mở một số cửa xả lũ tại một đập trên sông Yamuna nhằm thoát lũ, vốn đang khiến giao thông bị tắc nghẽn. Bản tin 10 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.